Thưa quý vị, liên quan đến video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bán bún bò trên đường Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có hành động đổ nước và thức ăn thừa từ tô của khách mới ăn xong vào nồi nước lèo, khiến nhiều người nghi ngờ hành động này nhằm mục đích bán tiếp cho người đến sau. Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang tại tỉnh Khánh Hòa, ông Lưu Thành Nhân cho biết, thành phố vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý trường hợp buôn bán hàng rong này. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trường hợp buôn bán hàng rong có hành vi như trong clip lan truyền trên mạng xã hội, ngày 21 tháng 12, thành phố đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra xác minh kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ, ngày 23 tháng 12, phường đã mời người buôn bán hàng rong tại đường Quang Trung để làm rõ thông tin báo chí và mạng xã hội phản ánh. Người phụ nữ này năm nay 80 tuổi, thường trú tại phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Người phụ nữ thừa nhận việc buôn bán hàng rong trên vỉa hè gây cản trở giao thông là sai quy định. Tuy nhiên, bà cho rằng việc đổ thức ăn thừa vào nồi bán lại cho người khác là không đúng. Bà giải thích vì bà bán tô cuối cùng nên đã đổ phần thức ăn thừa vào nồi để mang về, chứ không bán lại cho ai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ, ông Lê Minh Thủy cho biết, khi đội tuần tra xuống mời bà lên làm việc, đồng thời tạm giữ các vật dụng phương tiện vi phạm, thì kiểm tra thấy nồi nước lèo của người phụ nữ cũng đã cạn. Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống gây cản trở giao thông, với mức tiền xử phạt là 2,5 triệu đồng đối với người phụ nữ trong clip. Bà cam kết sẽ không tiếp tục buôn bán hàng rong nữa. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn để cập nhật những thông tin mới nhất. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.